Thu Ngân xin chào mừng quý vị khách hàng đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Và như quý vị đang thấy, ngay cạnh Thu Ngân đây, đó chính là hai dòng sản phẩm do công ty Bình Quân trực tiếp nghiên cứu và thiết kế. Bên tay phải của Thu Ngân là dòng sản phẩm máy nghiền hút GD150. Bên tay trái của Thu Ngân là dòng sản phẩm máy nghiền thức ăn chăn nuôi B24-1 pha. Từ khi hai dòng sản phẩm này được bày bán trên thị trường, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng chăn nuôi cũng như kinh doanh. Vậy tại sao dòng sản phẩm này được đánh giá cao và được khách hàng ưa chuộng sử dụng tới như vậy? Thì trong video ngày hôm nay, Thu Ngân sẽ giải đáp giúp quý vị. Xin mời quý vị hãy cùng Thu Ngân theo dõi về quá trình hoạt động của dòng sản phẩm máy nghiền hút GD150. Là dòng máy nghiền ngô tự hút thế hệ mới dành cho các hộ gia đình vừa phát triển chăn nuôi vừa kinh doanh, với năng suất trung bình máy đạt được tối đa 300 kg/giờ. Dòng sản phẩm máy nghiền hút GD150 của công ty Bình Quân được ứng dụng để nghiền đa dạng các loại ngũ cốc như ngô, thóc, các loại hạt nông sản khô thành dạng bột thô hay bột cá mịn. Máy nghiền hút GD150 sẽ được kéo tải với động cơ 2,2 kW lõi đồng 100% và nguồn điện dân dụng 220V điện gia đình, là quý vị đã có thể hoàn toàn nghiền hàng trăm kg bột cá mỗi giờ. Động cơ sẽ truyền tải lực kéo qua dây cu loa và từ đó sẽ tạo lực nghiền hút khỏe khoắn thông qua vòi hút tại đây. Chiếc vòi hút này sẽ hút tự động nguyên liệu đi vào buồng nghiền. Đầu vòi sẽ được thiết kế với hai lõi inox trong và ngoài để tạo sức hút khỏe khoắn hơn, đưa nguyên liệu qua ống dẫn nhựa dẻo dài chắc chắn đi thẳng tới buồng đập nghiền. Phía trước buồng đập nghiền sẽ có tấm chắn để điều chỉnh lưu lượng nguyên liệu đi vào, tránh gây nặng tải do nguyên liệu bị hút vào quá nhiều. Tiếp theo đây, Thu Ngân sẽ mở buồng nghiền để quý vị quan sát rõ hơn. Quý vị sẽ thấy đầu tiên chúng ta sẽ có một đĩa quay, và khi bật máy, đĩa quay sẽ quay với tốc độ nhanh và các bố đập dày dặn được gắn cố định trên đó sẽ nghiền nhanh nguyên liệu thô. Ngoài ra, phía bên trên cánh cửa đóng mở được đúc gang dày dặn cùng với các búa tĩnh sẽ gia tăng khả năng đập nghiền cho máy. Và điều đặc biệt hơn nữa là quý vị có thể thay đổi đa dạng các mặt sàng được tặng kèm với máy, từ mặt sàng lỗ 2 ly, 3 ly đến 4 ly để tạo thành phẩm bột khác nhau. Và nối tiếp quá trình thành phẩm bột thô sẽ được quạt gió tại đây đẩy sang ống dẫn và đi vào siro bầu gió ngay bên cạnh. Với thiết kế kết hợp bầu gió như thế này, quý vị không cần phải lo về bụi cám bay khắp nơi trong quá trình nghiền, quá tiện lợi cho việc thu gom tại chỗ mà không hề gây thất thoát nguyên liệu. Trên thân máy sẽ có automat bật tắt giúp quý vị có thể điều khiển máy ở cự ly gần. Không những vậy, khi xảy ra trường hợp sụt điện hay nguồn điện yếu, automat sẽ tự ngắt kết nối để đảm bảo cho tuổi thọ của động cơ. Với thiết kế ô cửa lõm vào phía bên trong sẽ giúp cho người dùng không chạm phải công tắc khiến máy dừng đột ngột. Kế tiếp đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoạt động của dòng sản phẩm máy nghiền thức ăn chăn nuôi B24-1 pha. Máy nghiền thức ăn chăn nuôi B24-1 pha có khả năng nghiền đa dạng nguyên liệu hạt nông sản khô từ ngô, thóc, đậu, gạo thành dạng bột cám to nhỏ khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu người sử dụng mà thành phẩm bột trong chế biến hay là trong kinh doanh. Cũng tương đương với dòng sản phẩm máy nghiền hút GD150, dòng máy nghiền B24 sẽ cho năng suất tối đa 300 kg trên mỗi giờ làm việc, nhưng thiết kế lại khác hoàn toàn so với máy nghiền hút GD150. Phần toa nạp đầu vào của máy nghiền B24 được thiết kế dạng máng chạy tự động. Trước cửa vào của máy cũng sẽ được lắp đặt thêm tấm chắn ngang để tinh chỉnh lưu lượng nguyên liệu đi vào buồng nghiền từ từ, tránh gây nặng tải cho máy. Nguyên liệu sẽ chảy xuống buồng nghiền phía dưới, được đập nghiền từ hệ thống búa đập linh hoạt. Tiếp đó, thành phẩm bột cám sẽ được quạt gió hút và đẩy sang bầu gió siro thu gom ngay bên cạnh. Bầu gió được thiết kế dạng trụ tròn, lõi dài, sẽ tách biệt phần khí thoát ra phía trên và phần bột nặng hơn sẽ rơi xuống phía dưới mà không hề gây bụi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng mở buồng nghiền để quan sát kỹ hơn. Buồng đập nghiền sẽ được khóa chặt nhờ hai ốc siết. Phía bên trong buồng nghiền sẽ có 24 búa văng đập dài dặn gắn trên một trục quay cố định. Để hỗ trợ khả năng đập nghiền nhanh chóng, còn có 4 đĩa đà được gia công rất là tỉ mỉ. Ngoài ra, mặt sàng lỗ được lắp cố định trong máy là sàng 2 ly. Quý vị có thể thay lắp thêm đa dạng các mắt sàng được tặng kèm với máy có kích thước lớn nhỏ khác nhau từ 1 ly, 3 ly, 4 ly để tạo thành phẩm bột cám đa dạng hơn, đáp ứng nhiều nhu cầu trong một chiếc máy. Cung cấp chạy tải cho máy nghiền B24-1 pha là động cơ 3,5 kW lõi đồng 100%,
sử dụng nguồn điện dân dụng 220V và được kết nối đầy đủ sẵn sàng cho người dùng. Động cơ sẽ truyền tải lực kéo qua dây Cura, từ đó kéo tải đến buli của máy để tạo lực đập nghiền khỏe khoắn. Bên trên thân máy sẽ được thiết kế Automat tắt mở tại chỗ, và trong quá trình máy hoạt động, quý vị cũng có thể quan sát máy ở cự ly gần và Automat sẽ tự ngắt khi nguồn điện dừng đột ngột. Đặc biệt hơn, ở thiết kế lõm vào phía bên trong cũng giúp cho người dùng không vô tình chạm phải công tắc khiến máy dừng đột ngột. Dạ vâng, thưa quý vị, qua những đánh giá chi tiết về hai dòng sản phẩm máy nghiền hút GD150 và dòng sản phẩm máy nghiền thức ăn chăn nuôi B24 tới từ công ty Bình Quân, Thu Ngân mong rằng quý vị ngồi trước màn hình đây đã thấy hài lòng, đồng thời cũng đã tìm hiểu rõ cho mình được dòng máy nghiền phù hợp nhất. Đến đây thì video cũng đã tới hồi kết thúc. Nếu như quý vị muốn Thu Ngân đánh giá tiếp về những dòng sản phẩm nào khác, quý vị có thể để lại ý kiến của mình ngay phía dưới phần bình luận. Hoặc quý vị có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại quen thuộc đã được hiển thị phía trên màn hình, sẽ liên hệ trực tiếp tới các nhân viên tư vấn đang có mặt tại công ty. Và nếu như quý vị tò mò muốn tìm hiểu kỹ hơn về hai dòng sản phẩm này và được sờ thẳng trực tiếp như Thu Ngân đang đứng tại đây, thì quý vị có thể đến trực tiếp tại kho theo địa chỉ miền Bắc là khu công nghiệp Phú Thịnh, đường La Thành, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Hoặc kho máy được đặt tại địa chỉ miền Nam là 1649 đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thu Ngân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.